Chào mừng các bạn đến với tiết lịch sử tuần 27. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ đến với bài học Thành thị ở thế kỷ 16-17. 1. Các thành thị lớn ở thế kỷ 16-17. Trước hết, các em hãy cho cô biết thành thị có nghĩa là gì? Theo từ điển tiếng Việt thì thành thị là nơi có dân cư đông đúc, công nghiệp và thương nghiệp phát triển, sinh hoạt văn hóa phong phú. Thành thị ở giai đoạn này còn là trung tâm chính trị, quân sự, bên cạnh đó còn là nơi tập trung đông dân cư, công nghiệp và thương nghiệp phát triển. Đây là lược đồ thành thị ở thế kỷ 16-17. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vị trí của các thành thị ở thế kỷ 16-17. Đầu tiên là Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Kế đến là Phố Hiến. Cuối cùng là Hội An. Như vậy, có tất cả 3 thành thị ở thế kỷ 16-17. Đó là Thăng Long, Phố Hiến, Hội An. Trong đó, Thăng Long, Phố Hiến là những thành thị ở đàng ngoài. Hội An là thành thị ở đàng trong. Vậy các thành thị lớn ở thế kỷ 16-17 gồm Thăng Long, Phố Hiến và Hội An. Phần 2. Sự phát triển của các thành thị ở thế kỷ 16-17. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng thành thị nhé. Thành thị Thăng Long, đặc điểm về dân cư, chủ yếu là người dân Bắc Bộ và một số Hoa Kiều. Về quy mô thành thị, đông dân có khoảng 20.000 nóc nhà. Về hoạt động buôn bán, hoạt động tiểu thủ công nghiệp và buôn bán giao thương hình thành lên những phố nghề đặc trưng mang những nét truyền thống riêng biệt của cư dân thành thị Kinh Đô. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ, vị hoàng đế đầu tiên của nhà Lý, quyết định xây dựng Kinh Đô mới ở vùng đất này với cái tên Thăng Long. Trong suốt thời kỳ của các thời đại Lý, Trần, Lê, Mạc thì kinh thành Thăng Long là trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục và buôn bán của cả nước. Khi Tây Sơn rồi nhà Nguyễn lên nắm quyền trị vì, Kinh Đô được chuyển về Huế và Thăng Long bắt đầu mang tên Hà Nội từ năm 1831 dưới thời vua Minh Mạng. Hiện nay, Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. Và các em đang được nhìn thấy những hình ảnh rất quen thuộc của đường phố Hà Nội. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về đặc điểm thành thị Phố Hiến. Đặc điểm về dân cư, chủ yếu là người Việt và người Hoa, một số ít người Nhật, Hà Lan, Anh, Pháp. Về quy mô, Phố Hiến thời đó có khoảng 20 phường và 13 phố. Hoạt động buôn bán, thương nghiệp phát triển và trở thành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là ngoại thương, do lợi thế là một bến sông, đầu mối của các tuyến giao thương trong vùng. Vào thế kỷ 16-17, Phố Hiến là một đô thị trải dài theo tả ngạn sông Hồng. Nếu kinh thành Thăng Long là một thành thị phồn vinh nhất nước, thì Phố Hiến sẽ đứng ở vị trí thứ hai. Dân gian ta có câu, thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Phố Hiến nổi tiếng trong bốn phương là một tiểu Tràng An, tức là một kinh đô thu nhỏ. Ngày nay, Phố Hiến nằm ở trung tâm thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nối liền với Hà Nam và Thái Bình. Phố Hiến là nơi chứa đựng những tinh hoa văn hóa từ ngàn đời. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về đặc điểm thành thị Hội An. Dân cư chủ yếu là người Việt, người Hoa và một số ít người Nhật. Quy mô khoảng 100 ngôi nhà dọc bờ sông. Hoạt động buôn bán, giao thương, buôn bán với nước ngoài và trở thành thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Vào thế kỷ 16 và 17, Hội An là thương cảng quốc tế phồn vinh bậc nhất nước và khu vực Đông Nam Á, là cơ sở kinh tế quan trọng cho các vua chúa Nguyễn ở đàng trong.
Ngày nay, phố cổ Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía nam. Ngày 4 tháng 12 năm 1999, UNESCO đã công nhận Hội An là một trong những di sản văn hóa thế giới. Dù không còn là một hương cảng lớn như thời kỳ hưng thịnh, Hội An đã trở thành một trung tâm du lịch của cả nước. Từ những gì tìm hiểu được, chúng ta có thể nhận thấy những nét chung của ba thành thị Thăng Long, Phố Hiến, Hội An. Về dân cư, đông đúc, có cả người nước ngoài đến cư trú và sinh sống. Về quy mô thành thị, rộng lớn, ngang với các thành thị ở các nước châu Á khác. Về hoạt động buôn bán, là nơi buôn bán tấp nập, trên bến dưới thuyền. Hoạt động buôn bán, giao thương với người nước ngoài diễn ra thường xuyên. Vậy sau các hoạt động vừa rồi, chúng ta có thể rút ra ghi nhớ như sau. Vào thế kỷ 16-17, một số thành thị của nước ta trở nên phồn thịnh. Thăng Long, Phố Hiến, Hội An là những thành thị nổi tiếng thời đó. Cô mời các em cùng lặp lại ghi nhớ. Vậy là bài học hôm nay của chúng ta kết thúc. Chúc các em học tập vui vẻ, tạm biệt và hẹn gặp lại các em.